Mình không hiểu sao cái bộ máy này, ai lắp bộ máy này trước các bạn ý mà lại dùng băng dính điện các bạn ạ. Dùng băng dính điện để buộc cái dây nguồn lại. Nhìn nó có ôi không chứ, máy có ít tiền đâu. Ờ, cái vỏ cây của em ấy thì anh thấy đây là con Aquarius Plus. Thì con này là một trong những con vỏ khá là tốt cho tản nhiệt nước custom rồi. Thì vâng, nó, cái bản nó cũng khá rộng. Và với cả nó có hai cái mặt kính nên là chứ gần như em lắp ở bên trong nhìn thấy gì là bên ngoài có thể nhìn thấy hết. Đấy, nên anh nghĩ là con này chắc không cần phải thay vỏ đâu. Nhưng mình chỉ cần tư vấn cái bộ nước bên trong thôi. Thì anh hỏi trước là không biết cái nhu cầu của mình là về muốn cho cái CPU nó mát hay là mình muốn là vừa mát vừa đẹp. Em thì muốn vừa mát vừa đẹp nhưng mà em thiên về đẹp hơn nhiều hơn ạ. À, ok. Thì hai cái màu yêu thích của em là màu xanh với lại màu đỏ. À, xanh màu đỏ. Vâng, anh tư vấn cho em hai màu. Này thì trong cái bộ tản custom thì lúc nào có ba cái thành phần quan trọng nhất, đó chính là cái đầu tiên là block. Block mà có xe block này thì nó có đèn RGB nhé. Vâng. Thứ hai là mình sẽ lấy là bơm. Sẽ lấy bơm của có xe luôn. Con này thì nó sử dụng cái lõi bơm D5 rồi. Các cái hãng bơm này thì gần như là nó cái phần lõi của nó gần như là giống nhau hết. Vâng. Cùng cái này có màu đen là có những màu nào khác không anh? Con này thực ra là cái vỏ màu đen thôi nhưng mà bên trong nó là có LED RGB. Thì nếu mà ví dụ mà em muốn chơi nhiều màu thì em có thể đổi sang cái màu đấy. Thực ra nó cái màu sắc này nó sẽ đồng bộ với main của em được. Vâng, vâng. Có nghĩa là em muốn chỉnh cái màu gì thì trên này nó sẽ hiện lên này. Nếu mà mình chơi màu xanh lá sau mình đổi sang màu đỏ, nước đỏ cũng được cái gì anh? Được, nhưng mà nếu mà hoặc là em muốn đổi, có nghĩa là em có thể đổi bất cứ lúc nào cũng được. Thì vâng, em có thể chơi nước trong. Nước trong thì em đánh đèn vào thì đèn màu gì okay, thì nó okay. À vâng, okay. Thế chơi cho em nước trong đánh okay. Đèn màu gì nữa. Okay. Em là trước cũng có sắn mấy cái quạt đấy nhưng mà không biết quạt gì, anh thử xem có dùng được nữa hay là phải thay quạt mới. Anh sẽ xem, còn nếu mà cần thì có thể mình sẽ thay quạt luôn. Vâng, vâng. Nếu mà tất cả okay. Quạt này đồng bộ với nhau thì vâng, sẽ đẹp hơn. Cái tản nước này bao giờ phải thay nước một lần hả anh? Tản nước này thông thường nếu mà em dùng nước của cái loại nước mà mát chuyên dụng như của EK ấy, vâng, em dùng nước trong ấy thì em có thể dùng đến 2 năm. Vẫn thể à, 2 năm vẫn dùng được. Ừ. Thế mà vâng, cái quãng thời gian mình vệ sinh thì khoảng bao lâu? Thực ra là tại vì trong cái quá trình sử dụng nên nó sẽ có vấn đề là sẽ bị bụi. Bụi với các vật. Vâng. Thì cho nên là nếu mà tốt nhất cho em là nhiều bụi thì có thể 6 tháng phải vệ sinh rồi. Mình đang lấy cái đồ tản nhiệt nước. Hiện nay thì cũng có rất là nhiều khách hàng thì lựa chọn là cái tản nhiệt custom. Các tản nhiệt nước này thì có mức giá rất là phong phú như kiểu là tầm khoảng 3 triệu đồng này, hoặc là có thể là cao hơn đến 10 hoặc 20 triệu hoặc là nhiều hơn. Đấy thì nó lại do cái nhu cầu khách hàng. Bây giờ thì mình mang các cái linh kiện tản nhiệt nước thì lên bộ phận kỹ thuật để các bạn sẽ tiến hành lắp đặt. Rồi, bằng một cách thần kỳ nào đó thì con máy đã lên trên này và chúng ta xem trước cái cấu hình của bộ máy này là như thế nào đã. Anh sẽ gửi gắm cho chúng ta như thế nào. Thì dùng cái lệnh rất là đơn giản. Thì bộ này chúng ta sẽ có cấu hình là Intel Core i7 10700 này, 16GB RAM này và con card sẽ là GTX 1660 Super. Đấy, cơ bản nó là như thế, một cấu hình rất là cơ bản và con 10700 chắc mình cũng mua khá là lâu rồi. Em nghĩ chắc là cũng phải gần 1 năm rồi. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm trước với cái bộ tản này, với cái bộ tản gọi là mặc định, một con tản khí thì xem bộ máy chúng ta hoạt động ở nhiệt độ bao nhiêu. Đấy, mình sẽ thử nghiệm bằng Cry 95 nhé. Đây, hiện tại chúng ta mình thử là khoảng tầm 72 độ. 72, 73. Đấy là nhảy nảy lên 79 này nhỉ? 79. Nảy lên 79. Con tản khí này em nhớ là giá hình như nó loanh quanh khoảng 1 triệu không anh? Hơn 1 triệu, 2 triệu. Ăn ra là 48W là CPU. Đấy, nhẹ nhàng chúng ta có 80 rồi nhá. Nghĩ là kiểu trời mùa hè mà đóng cây vào chắc phải 85, 87 đấy. Cái tản khí này chúng ta không hy vọng gì về cái việc nó mát hơn hẳn được nhé. Rồi. Với cả một phần nữa là đây là cây hiện tại đang mở. Nếu mà đóng hết kính lại thì em nghĩ là nhiệt độ có thể cao hơn nữa. Kể khi mà cái nhiệt độ cạc ấy nó lên, nghĩ là có thể bốc lên nữa nhỉ. Đúng rồi. Sau toàn bộ cây nó hút gió nóng vào. Úi giời ơi, đây. Bây giờ chưa làm gì nhá. Điều hòa cái coi kia là 16 độ nó thốc vào nhỉ. Thôi. Khoảng 84 độ rồi. Thì em nghĩ là đóng vào các thứ có vẻ lên được khoảng 90. 90 nhỉ.
độ khả năng tản nhiệt của cái con này rồi. Nó chỉ ở mức gọi là cho các bạn chạy cơ bản thôi. Em nghĩ là phù hợp hơn với i5 thì đẹp hơn. Còn nếu mà i7 này thì vì hiện tại các i7 này em thấy là cái số nhân số luồng nó cũng khá là lớn rồi. Gọi là bây giờ thôi quá đủ rồi. Chúng ta đến cái phần mà qua đây mình để chạy một lúc. Trong khi chạy thì mình sẽ điểm qua cái đơn hàng của anh ý. Đây, đây là con block CPU với giá là 2.449.000 nhìn trong quyển sách. Thiết kế cái vỏ hộp khá là mỏng. Tiếp theo là con bơm Porsche Hydro XD5. Con này là 4.4 triệu. Và một fit à? XFH Line 2 Pack. Đây, tất cả sẽ fit đây. Ừ, tất cả fit. Nhưng mà fit cầm ống này, chúng ta có một cái hộp nhỏ này là 4 con đúng không? 4 con fit cầm ống, trong này là 4. XFH Line 2 Pack là N90A. Đây. Vâng, chiếc 92 đầu, trong cái hộp này có 2 con. Và giá của nó là 729.000, tức là khoảng tầm 306 một con. Đây là 2 con là 730 này. Fit cầm ống là 729.000, 4 con. Tức là khoảng gần 200 một con, 150 một con. À, fit 90, fit này thì cũng là 2 cái vì đã 729 được khoảng tầm là 306 một con. Tức là 6 một con. À, RAT, ở cái bộ này RAT của EK thì nó là 1.749.000. Cho con RAT SE360. Con này rất là tản tốt cho con i7 rồi nhỉ. Đúng rồi, con này nói chung i7 chỉ cần dùng một RAT 360 mỏng là ok rồi. Ống, bốn ống này rồi là mấy cái sự dây chia. Rồi mấy đèn LED, dây nguồn nối dài đấy, nhiều anh em cứ hỏi dây nguồn nối dài đâu. Đây, okay, dây nối dài đây, đây. Dây lialin, dây nối dài. Bộ dây này là khoảng tầm là 2.6 triệu. 2.6 triệu này. Và chúng ta có 9 con quạt nữa. 9 con quạt và gần như là lắp full tất cả cái vị trí lắp quạt trong cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái mà là anh chủ nhân của bộ máy này, anh muốn là sao cho sáng nhất có thể thì mình quyết định là đổi sang quạt ID cooling. Đẹp vào được luôn. Đây là 759.000 ba con, 3 bộ là khoảng tầm 2.1 triệu và tổng bộ máy là khoảng tầm 20 triệu tổng tiền tản nhiệt để gọi là làm đẹp tân trang cho cái bộ máy này. Thì bây giờ chúng ta sẽ khui hộp từng cái một này. Đã có thể chạy này thôi, tí xem nóng đến cỡ nào. Có thể chạy này thôi. Đầu tiên sẽ là con block đi. Block CPU. Cái con này là con Porsche Hydro XC7LGB. Đấy. Tổng cục to nhỉ? Cục rất to. Một block CPU EK tầm thế này thôi, cái này to hết. Em thấy trong này em nhớ là đa phần là cái lớp vỏ nhựa. Cái lớp nhựa cứng. Sơn nhựa. Nhựa rồi đấy. Ở đây, rồi. Hướng sử dụng này. Đây là socket 115X và AM4. À đây, đóng hộp chia 2 ra thì nó có là một con block CPU này. À, keo sẵn rồi nhỉ? Có keo sẵn rồi. À, keo sẵn rồi, lắp trượt là chết này. Chỉ sẽ phải bỏ keo mới ra thôi. Đây, mình mà cảm quan ban đầu thì nhìn nó khá là con tròn. Trông khá là giống cái gì à? Tản all-in-one của NZXT với cả xe ngày trước không anh? Ở trong này là bằng lớp mạ đi kem bên trong nhỉ? Cái này là có vẻ cái này là nhựa. Cái này nhìn giống đúng gông của ấy. Giống kiểu gông của Acetec. Acetec, giống gông của Acetec. Rồi, như thế. Sẽ đổi sang tiếp theo. Cái bơm đi. Bơm. Con này các bạn phải bỏ ra 4.5 triệu, 1.6 triệu. Xong con bơm và đây. Thưa con xe họ khá là tinh tế cái phần này là nhìn nhận này. Họ cho chúng ta kích thước bơm ở đây. Về đo trước để xem nó có vừa hay không. Nhìn cái biết ngay. Nhìn cái biết ngay. Cho một vài hãng thì họ sẽ không cần đo trước nên là chúng ta sẽ hơi khó. Đây con bơm. Con bơm này. Con bơm này dùng lõi bơm D5 thì... Đây, em xem. Đây dùng lõi D5 đúng không? D5. D5 này là D5 Silem. Tức là D5 này vẫn chưa được gắn mác của có xe vào. Vẫn chỉ là họ mua thẳng bơm của Silem về đây. Silem. Họ vẫn giữ nguyên là cái tên Silem bên này. Nhưng anh ngang họ xóa luôn tên Silem. Đấy. Nó có thể Mika. Cái này cảm giác như là có vẻ là Mika. Nhựa chứ không phải là kính. Thực ra là đấy là do các xe thì em thấy là kể cả block CPU thì họ cũng làm cái lớp gọi là nhựa. Nhựa trong suốt. Cầm cái gõ khó có thể cảm thấy rất là mỏng cái ý nha. Em nghĩ có thể là do cái chất liệu này cái thành thì nó làm cũng không phải loại dày lắm. Đây họ có hai đầu trên này thì một đầu bằng mặt tĩnh ở đầu trong nước, còn đây là cái đầu các bạn để xả nước vào. Tại vì lần trước nói là cái phần này nó dòng đúng rồi. Xả nước vào nó sẽ cái ống này để chống nước bị sụp lên. Chúng cầm khá là nhẹ. Được cái là bơm của con xe thì rất là tiện ở chỗ là mọi người có thể mua về có sẵn đấy là gông rồi. Cái gông tiếp à? Gông thì chỉ việc lắp lên thôi, không cần phải mua thêm gông ngoài. Theo em đang bóc con
Theo đánh giá thì fit của con xe này khá là ngon. Chất lượng khá tốt. Hình như có hơi Beast Power OM rồi. Đúng rồi, của Beast Power OM. Kìa ống của con xe cũng là của Beast Power thì... Chung là về chất lượng của fit của con xe thì em đánh giá khá là tốt. Bù lại giá thành nó sẽ cao thôi. Nếu như là bơm với cả block giá nó sẽ hợp lý thì em thấy fit này của con xe giá bù lại tiền. Sẽ bù lại giá chuẩn khá là cao. Chuẩn em ạ. Không đặt đi đâu được. Khác cái là bỏ logo thôi. Ờ đây. Cái này em thấy là hay hơn nếu như là con xe họ đóng được cái logo của họ lên đây. Đóng cái cánh buồm bên đây nhỉ? Đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu tháo cây này ra và vệ sinh. Thì trước mắt chúng ta có nhiệt độ là 92 độ cao nhất ở trên CPU và 87 độ hiện tại. Rất là nóng. Đấy, anh em thấy chưa? Hãy mặc định nhé, còn chưa mở phun các thứ gì cả. 3.4.6 ohm co, 85-91 độ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tắt máy và tí nữa khi tắt xong thì phục sạch lại. Rồi, sẽ chạy test lại một lần nữa. Để tháo ra ban đầu thì trước tiên cái gì lắp trước, lắp sau tháo trước, cà cơ nhỉ? Ờ, em sẽ tháo cái nắp đằng sau. Lúc mà chúng mình nhận máy thì con máy nó bụi, nó đóng két ở chỗ quạt ấy. Nó kiểu đóng thành tảng luôn. Giờ có lẽ cái máy này phải khoảng tầm 1 năm rồi chưa vệ sinh. Và mình thấy là có vẻ như nhà khá là bụi như là cái lớp bụi ở quạt và ở bên hông ấy. Mặc dù là con CPU đầu 10 đã nó ra cái đây không lâu, nhưng mà lớp bụi đóng khá là dày. Ờ, theo như đánh giá mình thì nhìn cái bộ máy của anh chủ nhân này có vẻ cảm giác là khá là nhiều bụi. Và đặc biệt là mình nhìn thấy ở đây khá nhiều lông mèo đấy. Ờ, cho nên là nếu mà trong cái điều kiện bình thường ấy thì các bạn dùng máy thì nên tầm khoảng nửa năm đến một năm đi vệ sinh máy một lần. Hiện tại Hà Nội Công Tơ vẫn đang có chương trình vệ sinh máy miễn phí, cho nên là nếu các bạn có nhu cầu thì có thể chuyển máy lên các chi nhánh gần nhất của Hà Nội Công Tơ để được vệ sinh máy miễn phí. À, quạt sẽ để sau bơm, sau con này đúng không? Sau con... Thế anh chơi lắp, em lắp quạt thôi nhá. Ok. Quạt lắp này, dưới trên lắp này. À, quạt này nhớ dán cái đệm cao su ấy. Đấy để dán. Lúc mình lắp cái con quạt ID Cooling ấy, mình thấy tại sao một cái kit quạt ID Cooling là một thương hiệu cũng có tuổi đời khá là lâu rồi, nhưng mà tại sao họ vẫn để chúng ta phải tự dán cái miếng cao su ở bốn góc? Rất là mất thời gian để lắp 9 quạt là mình phải lạ gắn là 36 lớp cao su và thực sự là quá tốn thời gian, mà tại sao họ không gắn nó vào cho nó dễ. Và cái lớp cao su đấy thực sự là nếu mà gắn thẳng vào cái lớp nhựa ấy, nó khá là ok, nhưng mà với cái khi mà ở phía dưới cái phần quạt ở phía dưới dưới đáy ấy, thì phải gắn chồng hai lớp với nhau và nó sẽ không dính, nó bong rất là nhiều và thực sự lắp cái quạt này thực sự mệt cái phần đấy. Ở phần tản nhiệt nước custom thì đầu tiên là khu vực block CPU. Thì theo mình đánh giá đây, block CPU của các xe thì có chất lượng hoàn thiện. Mình đánh giá là khá là ok đấy. So với cả các cái thương hiệu khác như là EK hay Beast Power hiện nay thì cái phần block của CPU này của các xe mình cảm thấy nó khá nhiều nhựa, chứ không phải là làm từ cái bề mặt acrylic. Nhưng mà tổng quan đánh giá về cái chất lượng hoàn thiện ấy thì nó là ngon. Còn theo như mình nhìn thì ở trong các cái rãnh nước của các xe thì họ làm cái phần rãnh nước nó sẽ xít hơn. Thì nếu như mình đánh giá thì dùng nước tản nhiệt loại trong suốt ấy, thì nó sẽ cho khả năng hấp thụ nhiệt mình nghĩ là sẽ là tốt. Còn cái nhược điểm của cái rãnh nước nhỏ này là khi mà nếu mà dùng các cái nước tản nhiệt loại gọi là loại đặc ấy thì nó sẽ có thể dẫn đến cái tình trạng là bị két lại. Thì nếu trường hợp bắt buộc phải dùng cái nước đấy, hoặc là các bạn muốn nhìn cho hệ thống nước màu nước nó đặc ấy, thì các bạn phải thường xuyên vệ sinh máy và vệ sinh cái khu vực block CPU này hơn. Rồi, lắp không vừa. Này sao mà ra nước được. Này thì chỗ này chắc là không lắp được gì rồi, chịu chết rồi. Xoay. Thôi giờ phải xoay ngược lại thôi. Coi như là nãy rất giờ... cẩn thận trong việc đo chiều cổng. Nhưng mà không ai nghĩ đến đâu. Em nghĩ là do cái vỏ đấy. Tất cả là tại cái vỏ.
khi mình lắp con tanh cốt xe thì thực sự đầu tiên ý, thì mình cái cảm nhận về chất lượng con tanh thì khá là ổn, mặc dù ở bên bình tanh thì nó là nhựa chứ không phải là acrylic như là những con tanh cao cấp khác. Nhưng mà bù lại cái phần gông ấy thì ban đầu nhìn thì cái gông của con tanh cốt xe này, con bơm cốt xe này khá là đẹp, nhưng mà khi mà mình gắn vào ở trên con quạt ấy thì do cái độ nặng của cái bình nước này nên nó sẽ bị chịu xuống một tí, và có vẻ cốt xe nên cải tiến cái phần ngàm của con bơm cốt xe này, tại vì nó để nó chắc hơn khi mình gắn vào thì tanh nó đang thẳng này, gắn vào xong đổ nước vào xong rồi xuống một tí. Đây con bơm dựa trên cái loại bơm D5 thì như theo như mình đánh giá cái loại bơm này nó có cái tuổi thọ rất là cao, và mình đã gặp rất là nhiều khách hàng họ mua những cái bộ máy cách đây từ khoảng 7 đến 8 năm trước, và gần như là trong cái thời gian sử dụng họ chạy máy liên tục. Nhưng mà những cái con bơm D5 được trang bị trên những cái bộ máy đấy thì sau từng đấy thời gian nó chạy vẫn rất là ok, cho nên là mình đánh giá về cái phần chất lượng của sản phẩm này thì mình nghĩ nó sẽ là một cái sản phẩm chất lượng tốt. Bây giờ còn phải còn lại chắc là đi ống thôi nhỉ? Xong hết đúng không? Đúng rồi. Cơ bản là xong hết rồi. Rồi bây giờ em sẽ đi dây. Trong đấy thì em sẽ bố trí fit để đi ống. Chúng ta ở đây có 12 con quạt. 12 con quạt ở đây nhá. CPU là 13 này, bơm là 14 này, hai sợi led là 16 này, và hay là 17, tổng cộng 17 sợi led RGB. Không còn biết nói gì nữa ngoài việc lắc đầu thôi. Cũng rất may là ID Calling nó cho chúng ta mấy cái dây chia. Dây chia này. Nhưng mà theo kinh nghiệm của em thì với từng này lượng led ấy, chia đôi. Thì ra. Cái cổng nó sẽ không chịu được. Chắc chắn là phải chia đôi. Và để cho nó đơn giản nhất thì mình sẽ chia từng cái kiểu đi dây một, cái dây led sẽ chia một khu riêng. Khi đi dây thì chúng ta sẽ phải là đi chia từng khu một, và ví dụ như mình đi đầu tiên mình đi trên khu bên trên chẳng hạn thì mình phải chia ra đâu là dây RGB, đâu là dây nguồn cho quạt, và làm như thế chúng ta đi dây nó thành từng khu, và khi mà bị có vấn đề gì chúng ta sửa chữa càng dễ hơn. Và nếu các bạn nào các bạn có thời gian thì các bạn nên là đánh dấu từng dây nào của con quạt nào, thế là dễ dàng nhất. Và mình cứ đi từng khu thế thôi thì sẽ rất là gọn. Và nếu mà các bạn mà cứ gắn hết vào với nhau ấy, nó bừa lắm. Mình không hiểu sao cái bộ máy này, ai lắp bộ máy này trước cho bạn ý mà lại dùng băng dính điện các bạn ạ. Dùng băng dính điện để buộc cái dây nguồn lại. Nhìn nó có ôi không chứ, máy có ít tiền đâu. Đối với dàn tản nhiệt đức của con xe này thì theo mình đánh giá là do mình không thấy những cái fitting gọi là fitting extend, fitting nối dài ấy. Cho nên là trong cái quá trình mà khi mà mình uốn ống mình sẽ phải uốn nhiều hơn. Vì nếu mà những cái bộ máy, những cái dòng sản phẩm fit mà nó có cái fit nối dài ấy, thì mình có thể nối dài thêm ra, thì khi mà những cái ống nước đi ấy mình sẽ đi thẳng thì nó dễ hơn. Nhưng mà cốc xe thì mình không thấy có cái fitting nối dài đấy. Còn về cái chất lượng của fit thì mình đánh giá là fit của cốc xe khá là ngon. Mọi thứ gần như là cắm vào nó vừa khít hoàn toàn luôn, và ống cảm giác cái khả năng giữ ống nó rất là chắc. Có cái phần lớp mạ bên ngoài thì ok rồi. Rồi, bây giờ thử black phát nhỉ. Ống M1 thì xinh đúng không? Nhìn này trông có vẻ sai. Cái này không sáng này. Sao cái này nó lại nhấp nháy như đèn cảnh sát này. Bây giờ là chỉnh lại thử xem nó cháy lẻ lét nào nhá. Đủ màu RGB. Đây, màu trắng, không sao cả. Tức là thế này không lỗi. Thôi nhỉ. Các thứ xét sáng ok rồi, đây cái này ok này. Như vậy là thử nhá. Chắc là do cắm dây thôi. Thử rút cái này ra thế nào. Giữ M1 đúng không? Đúng rồi. Ok này. Như vậy là do cái dây đấy. Không thể nào nó chia thêm một nữa. Không đủ điện. Đống bùi nhùi này cắm lên trên đi. Chúng ta không không trông đợi vào việc sinh một cái hấp này nữa. Rồi, vào đây. Đấy. Chơi rồi, ngon rồi. Ngon. Ngon rồi, ngon rồi. Như vậy là cái bộ hub của Liali này nó có một cổng cho các bạn để các bạn sim một cái thiết bị khác ấy, nhưng các bạn không sim được. Tốt nhất là đừng dùng đến. Đừng dùng đến. Rồi như vậy là mọi thứ ở mặt sau là ổn thỏa nhá. Em vẫn sẽ để cái hub ở ngoài này, chỉnh nút cho nó. Thích thì chỉnh nút.
Con này là nhờ, nó luôn, nó gài rồi á. Thế là gài nó rồi. Nó gài ở trong, gài bên trong. Ở bên trên trước này, luôn ở bên trên trước. Gài nó ra. Gài, từ gì đó. Be myself, or I could be someone else.